Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog nguyễnnamthắng.com, nơi cập nhật chia sẻ những góc nhìn quan điểm cá nhân của bản thân Thắng về đầu tư tài chính, tự do tài chính, thị trường crypto và P-Network. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, như thường lệ, những chia sẻ của Thắng chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị và bạn yêu thích cái tập podcast hoặc cái video này và những cái podcast hoặc những cái video tương tự, thì đừng quên giúp Thắng để lại ý kiến của bạn ở phần comment. Đừng quên like, share và follow kênh của Thắng. Ngoài ra, nếu mà cô chú anh chị và các bạn có ý định ủng hộ Thắng thì có thể click vào cái phần ba chấm ở đây thì mình sẽ thấy cái nút cảm ơn mà chúng ta có thể donate cho Thắng ha, hoặc là chúng ta có thể donate trực tiếp thông qua cái Momo. Hoặc đơn giản hơn thì chúng ta chỉ cần xem những cái quảng cáo như thế này cũng là một cách ủng hộ cho Thắng rồi. Và nếu như chúng ta muốn tham khảo thêm những cái thông tin khác trong cái cộng đồng của blog nguyenanhang.com thì có thể tham khảo bằng hình thức là chúng ta vào trên blog nguyenanhang.com hoặc là thông qua cái Twitter hoặc là trên Facebook cũng như là trên cái nhóm Zalo, thì chúng ta sẽ luôn luôn có những cái thông tin cập nhật mới nhất. Cho cái tập podcast 87 mà Thắng có chia sẻ từ trước ấy, thì Thắng hy vọng là cô chú anh chị của bạn có một góc nhìn nó mở rộng hơn đối với cái nền kinh tế số hóa trong tương lai. Và trong cái tập podcast trước thì mình tìm hiểu khá là sâu đối với crypto, thì với cái tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn đối với cái Stellar. Thế thì về cơ bản thì chúng ta vẫn muốn khẳng định lại với nhau thì cái sự khác biệt lớn nhất của P-Network đó là nó đáp ứng được các cái tiêu chí giống như là một cái nền kinh tế và nó giống như là một cái giải pháp thanh toán. Dù sao thì nó cũng đang được xây dựng ở trên cái mạng lưới của Stellar. Và với cái mạng lưới Stellar thì chúng ta có rất nhiều những cái thông tin mà Thắng nghĩ chúng ta cũng cần quan tâm. Ngoài cái việc nó là trong cái khối ISO 2022 thì với cái sự cập nhật mới nhất của Soroban Chain ấy, thì cái điều mà chúng ta mong chờ nó giống tương đồng như Stellar ở thì hiện tại đó là nó sẽ có cái số hóa tài sản. Vậy thì cái số hóa tài sản ở này nó có những cái thông tin gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong cái tập podcast ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ muốn nhắc lại một chút, đó là trong tầm khoảng 5 năm tới ấy, thì cái dự kiến là cái tài sản số của chúng ta nó sẽ có cái ngưỡng là khoảng 5.000 tỷ đô, và trong tương lai có thể đến năm 2030 là khoảng 8.000 tỷ cho đến 9.000 tỷ đô la. Con số hiện tại thôi, chúng ta kỳ vọng thì nó đã gấp 3 lần. Nếu như mình cứ theo cái phép suy luận như vậy thì có thể cái mức giá của một Bitcoin này rơi vào tầm khoảng trên dưới 100.000 đô la Mỹ chẳng hạn, hoặc là có thể cao hơn. Đó thì đấy là cái thông tin mà rất là tích cực. Và cái việc neo tài sản của Stellar là có thể kết nối với toàn cầu, đấy là cái thông tin mà đã cập nhật chính thức ở trên cái trang của Stellar. Thì như họ công bố ở đây thì hiện tại là Stellar đang phục vụ khoảng 180 quốc gia và 20 loại tài sản kỹ thuật số, và sử dụng rất nhiều các cái hệ thống của nó. Ví dụ như ở đây là chúng ta có hệ thống Neo Off-Ramp này, hệ thống Neo Cross-Border này, và hệ thống Neo Fiat Pact, tức là hệ thống Neo của nó là chuyển tiền xuyên biên giới cũng như là sử dụng tài sản số được bảo chứng bởi tiền pháp định. Đây là một cái Thắng nghĩ là rất là tốt. Đối với Neo thì Thắng đã có chia sẻ rất là chi tiết, đó là những cái SEP 35 hay là SEP 12, SEP 24 đó. Thì có thể cô chú anh chị các bạn vẫn nhớ hoặc không nhớ, thì đối với cái này thì nó sẽ có bốn loại. Thì cái loại thứ nhất thì chúng ta gọi là trên và ngoài đường dốc này, hay là on off ramp đó. Cái loại thứ hai là tổ chức phát hành, loại thứ ba là trao đổi, loại thứ tư là Neo tương tác. Thì chúng ta có thể nhìn chi tiết ở đây là với cái dạng Neo tổ chức phát hành này thì nó sẽ mã hóa giá trị trong thế giới thực và dưới dạng tài sản kỹ thuật số, giống như chúng ta gọi là số hóa đấy. Thì đối với Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là chúng ta thấy số hóa biển số xe này, số hóa sổ hộ khẩu này, rồi tương lai sẽ số hóa bất động sản, nó rất là rõ ràng như vậy. Còn đối với cái số hóa trao đổi hay là exchange này thì chủ yếu mục đích của nó là để phát hành các cái đồng stablecoin thôi. Thì mình cũng chỉ cần quan tâm đến hai cái trong tương lai, đó là một là cái tổ chức phát hành này và thứ hai là cái Neo tương tác. Thì cái Neo tương tác này thì nó bắt buộc phải có cái hợp đồng thông minh, thì bây giờ nó đã có rồi. Còn cái loại trao đổi và cái loại trên đường dốc này, tức là on off ramp thì chúng ta đã có nó rồi, chúng ta gần như đã biết đến nó nhiều rồi. Thì các cái quốc gia sử dụng Stellar Neo thì mình có thấy đây là cái ảnh họ thống kê, thì những cái vùng quốc gia nào nó có cái màu hồng hồng như này thì nó đều sử dụng cái Neo của Stellar. Cho nó chúng ta chỉ cần quan tâm duy nhất thôi, đó là thấy Việt Nam này chúng ta cũng có nằm trong cái hệ thống sử dụng Stellar này. Mục đích của nó sử dụng ở các ngân hàng khá là nhiều các bạn.
Thì một trong những cái thứ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất ấy, đó là cái MoneyGram. Thì cái MoneyGram này nó đang áp dụng cái neo là 024, 012 và 06. Cơ bản nó là các cái neo liên quan đến việc chuyển nhận tiền. Thì ở đây Việt Nam chúng ta có ngân hàng HD Bank này, có Sacombank, có Vietcombank đã tham gia vào cái MoneyGram này, cũng như là tham gia vào cái hệ thống SEP 024, 012, 06 này. Đó, thì chúng ta đã đạt được một số những cái tiêu chí liên quan đến chuyển tiền xuyên biên giới này. Đấy, nó cũng rất là tốt cho cái số hóa ở Việt Nam. Ngoài ra chúng ta cũng không thể nào quên đề cập đến cái hợp đồng thông minh Soroban. Thì chúng ta đang tới rất gần cái ngày họ công bố cái phiên bản mainnet của giao thức V20. Thì một lần nữa chúng ta sẽ review lại cái Soroban Chain. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái điểm mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất là về cái tăng hiệu suất với khả năng mở rộng quy mô đa lõi. Thì đối với cái mở rộng quy mô đa lõi này thì nó có một cái mục đích rất là quan trọng, giống như chúng ta biết tới Ripple. Thì Ripple họ phát triển hệ thống phát hành CBDC cũng như tài sản số bằng cách sử dụng các cái interledger, tức là các cái liên chuỗi với nhau. Thì tức cái đó là mỗi một quốc gia họ sẽ có một cái sổ cái riêng, thì mỗi một cái sổ cái đó họ có thể liên kết với nhau. Nhưng đối với Stellar thì họ làm theo cái hình thức đó là sử dụng cái Soroban Chain để kết nối thông qua cái việc mở rộng của cái hợp đồng thông minh này. Và cái điểm tiếp theo đó, nó sẽ làm tăng cái tốc độ giao dịch cao hơn rất nhiều, từ 5 giây cho đến 150 giây, 150 giao dịch trên 1 giây. Đây là một cái con số cũng rất là đáng để chúng ta nói. Tất nhiên là so sánh đối với các cái thị trường crypto thì nó không được to lắm. Có những cái dự án nó có thể lên đến 100.000 TPS, hoặc là đối với một số dự án nó có thể tính toán ra đến tầm khoảng 1 triệu giao dịch trên 1 giây, hoặc hơn 1 triệu. À, thì cái hợp đồng thông minh đó nó sẽ có cái công năng như vậy. Thế thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là nếu trong 1 giây mà có nhiều hơn 150 cái giao dịch xảy ra thì sao, thì sẽ ưu tiên 150 giao dịch trước, thì cái giao dịch thứ 151 sẽ phải chờ. Nó gọi là cái phí giao dịch nó sẽ không đủ để chi trả cái thời điểm đó để làm việc. Thì nếu như bạn muốn bạn được trong cái hàng ưu tiên 150 thì bạn sẽ phải trả thêm cái chi phí. Tuy nhiên nó sẽ giúp cái tương tác giữa mạng lưới Stellar với các mạng lưới khác nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ấy, là khi kết hợp với Soroban Chain thì cái chi phí để mà giảm và giao dịch thì nó sẽ rất là thấp, thì nó sẽ rơi vào tầm 0,0001 đồng XLM. Mà các bạn biết rồi, cái giá trị của đồng XLM nó cũng không hề cao cho lắm, nó rơi vào tầm khoảng 0,1 hay 0,2 đô la gì đó trên một cái đồng XLM thôi. Và cái việc này nó sẽ giúp hệ thống Stellar trước đó là phải dùng cái cầu nối và chuỗi chéo, thì bây giờ sẽ không cần phải dùng cái cầu nối và chuỗi chéo theo dạng này nữa. Tất nhiên là họ vẫn để mở cái tính năng này, còn ai dùng hay không thì tùy. Mặc dù cái tính năng này nó rất là tiện lợi, nhưng nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những thứ liên quan đến tấn công mạng DDoS này, hack chip. Và nếu như áp dụng cái này cho phát hành CBDC và cái sổ cái CBDC thì nó sẽ thực sự không an toàn, đặc biệt là phát hành cái số hóa tài sản. Và với số hóa tài sản thì nó khá là thực tiễn là thì hiện tại không chỉ đối với Ripple hay là đối với Stellar, mà thậm chí cả Pi trong tương lai cũng sẽ là như vậy. Và sau đây sẽ là một số các cái bước thiết lập tài sản số bảo chứng bởi fiat. Thì Thắng lấy thông tin ở trên stellar.org này. Thì đầu tiên là nó sẽ mở rộng cái dịch vụ bằng cách cung cấp tài sản kỹ thuật số mới bằng tiền pháp định cho khách hàng trên thế giới. Tức là chúng ta sẽ kết hợp với bên Stellar, thì Stellar họ sẽ đưa cho chúng ta cái sổ cái thiết lập, chúng ta tạo ra cái số tiền pháp định, cái số tiền CBDC của chúng ta tương đương với cái số tiền pháp định. Thì có thể trong tương lai thì một số các cái quốc gia, Việt Nam chẳng hạn, họ sẽ có cái chiến dịch đổi tiền, giống như chúng ta thấy đổi tiền ở một số thời điểm trong quá khứ. Nhưng cái việc đổi tiền này nó sẽ không làm suy giảm cái năng lực của nền kinh tế, giống như cái việc đổi tiền năm 1985 ở Việt Nam thời trước. Thì cái việc đổi tiền này Thắng tin là nó sẽ theo cái cơ chế là 1-1 thôi. Và sau khi chúng ta số hóa xong CBDC thì bắt đầu tiến hành là lập trình tài sản. Thì cái việc khai thác các cái tính năng lập trình tích hợp để kiểm soát tài sản nhằm giúp đáp ứng nhu cầu tuân thủ của cái quốc gia đó. Thì Thắng nghĩ rằng nếu như Việt Nam sử dụng cái hình thức này đối với Stellar hoặc đối với Ripple thì nó cũng sẽ có cái cơ chế tương tự thôi. Bắt buộc đầu tiên là ông phải thiết lập cái sổ cái, sau đó là phát hành CBDC, rồi mới có cái việc số hóa cái tài sản số được. Cái việc hiện tại của chúng ta ở Việt Nam chúng ta gọi là định danh, còn thực tế nó là một dạng thức số hóa, nhưng số hóa cơ bản sau này nó sẽ được số hóa theo kỹ thuật số
cụ thể hơn đối với blockchain này, hoặc là đối với sổ cái thì nó sẽ chính xác hơn, và cái thanh khoản của cái tài sản đó nó sẽ mang tính chất quốc tế, còn bây giờ nó chỉ là thanh khoản nội bộ thôi. Và bước thứ ba, sau khi đã lập trình hoàn tài sản số rồi thì bắt đầu kích hoạt tính năng thanh toán theo thời gian thực. Thì đối với Stellar họ sẽ hỗ trợ thanh toán 24/7 và giải quyết các giao dịch trong vài giây với tính chính xác cuối cùng. Đấy là cái thông tin mà mình thấy nó khá là chi tiết đối với việc số hóa trong hệ sinh thái Stellar. Và một trong những cái đơn vị hỗ trợ số hóa đối với cả Ripple và Stellar đó là cái dự án Novati. Nó hỗ trợ token hóa tài sản rất chi là rõ ràng. Thì thậm chí nó có thể nó còn hợp tác với cả Visa, Mastercard, IBM, Google Cloud đó. Thì như vậy là sau này là tất cả mọi cái sự cái một cái tài sản số của chúng ta sẽ được rất dễ dàng. Và như Thắng chia sẻ trong cái tập podcast trước đó về cái việc số hóa tài sản ở Việt Nam, thì sau này những cái vấn đề liên quan đến tài sản giá trị lớn, bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ các tài sản của bạn ra để chúng ta có thể thanh khoản tài sản một cách dễ dàng hơn. Bởi vì các bạn biết đấy, không phải ai cũng có khả năng mua được một cái bất động sản ngay lập tức, có những người họ phải tiết kiệm rất nhiều tiền, nhưng để mà đến lúc tiết kiệm được cái số tiền đủ mua cái tài sản đó thì chính cái sự bơm thổi của thị trường nó làm cho cái giá trị của bất động sản đó tăng cao, và khi số hóa tài sản thì giá trị thật của bất động sản sẽ được trả về đúng nguyên mẫu, hoặc có tăng thì cũng không đáng kể, và như vậy thì cái việc số hóa tài sản nó sẽ trở nên an toàn hơn, hạn chế những cái vấn đề thao túng về tiền tệ, thao túng về bất động sản. Và cái quốc gia nào mà ít có người giàu về bất động sản hơn thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thì đấy là cái quan điểm của cái số hóa tài sản thôi. Rồi cái tiếp theo nữa chúng ta sẽ nói về cái SCF, Stellar Community Fund. Thì đối với cái này Thắng có chia sẻ trong ngày hôm nay đối với cái kênh Twitter á, thì nó cũng khá là giống như là cái cuộc thi Hackathon của Pi, và các cái nhà phát triển sẽ được cấp phát một cái lượng cố định là đồng XLM. Sau đó là khi mà người chiến thắng sẽ nhận được cái số tiền tương ứng là 150.000 đô hoặc 100.000 đô đối với cái đồng XLM đó. Thì có một cái điều rất là hay là ở trong cái hệ thống Quorum Governance này của nó thì nó có cái tính năng là voting. Thì cái voting này là gì ạ? Tức là khi khi mà tất cả các cái cuộc thi Hackathon nó kết thúc thì nó sẽ có bao nhiêu dự án được lựa chọn bởi cái Stellar. Thì Stellar Foundation sẽ lựa chọn cái đó, sau đó họ đưa ra một cái khung tham chiếu vote. Tức là các bạn vào các bạn sẽ đánh giá là à cái dự án này tốt, cái dự án này thực tế, thì họ sẽ lựa chọn theo cái việc vote của bạn. Thì nếu như bạn vote hoặc là bạn bầu chọn cho họ nhiều thì cái dự án cái đó của họ sẽ được đưa lên trên hệ thống chính thức của Stellar. Thì cái này nó cũng khá là tương đồng giống với Pi của Hackathon. Nhưng mà Thắng nghĩ rằng nếu như chúng ta áp dụng cái hình thức này cho cái việc biểu quyết về cái mức giá khởi điểm của cái đồng Pi ấy, nó cũng là một cái điểm rất là hay. Và nếu như cái điều này nó thực sự xảy ra thì chúng ta sẽ biết cái giá tham chiếu. Các bạn biết đấy, cái giá tham chiếu này nó có thể không đúng với cái sự thật. Cho nên là khi mà chúng ta đưa ra cái mức giá tham chiếu thì Pico Team sẽ phải có một số những cái chuyên gia, hay người ta gọi là Pi Foundation hoặc là Pi Foundation, họ sẽ đánh giá là à với cái mức giá Pi, giả sử như một Pi là bằng 314 đô chẳng hạn, thì với cái tổng cung lưu hành ở thời điểm hiện tại thì cái lượng hàng hóa đưa vào trong hệ sinh thái này có đáp ứng được không. Ví dụ như chúng ta à bây giờ chúng ta mới thấy rằng có mỗi Amazon vào thôi, thì có thể là cái số Pi này không đủ thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái mức giá Pi nó hợp lý. Và cái quan trọng nhất vẫn là công bố hệ sinh thái của Pi nó bao gồm những cái đơn vị nào thì chúng ta chưa biết. Nếu mà chúng ta chưa biết được cái điều này thì chắc chắn chúng ta không thể nào biết mức giá cụ thể của một đồng Pi được định giá ban đầu là bao nhiêu. Còn đâu á, nếu như chúng ta biết lên trên các cái sàn giao dịch mà không có hệ sinh thái thì cái mức giá nó sẽ bị phụ thuộc bởi các cái nhà giao dịch, các cái trader, như thế là không tốt cho hệ sinh thái của Pi các bạn. Rồi như vậy là Thắng đã đưa ra cho cô chú anh chị và các bạn hai cái giả thiết để mà định vị được cái giá trị của đồng Pi nó khởi tạo như thế nào ha. Thì chúng ta sẽ cùng review lại. Thì thứ nhất đó là đợi hệ sinh thái được công bố và khởi tạo giá trị ban đầu cho Pcoin thông qua hình thức vote hoặc là DAO. Thì từ đó các cái chuyên gia họ sẽ tính toán rằng để mà đạt được cái con số tiền như thế này thì nền kinh tế Pi cần có bao nhiêu hàng hóa để cho nó đủ, và những cái đơn vị chấp nhận tham gia vào hệ sinh thái Pi nó có đáp ứng được cái tiêu chí đó hay không, và từ đó đưa ra được cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái nền kinh tế Pi. Và cái cách thứ hai đơn giản hơn, mà chúng ta hay được chia sẻ với nhau á, đó là đưa Pi vào mạng lưới Stellar rồi tự do giao dịch. Và cái việc giao dịch như thế này ấy, nó sẽ được quyết định bởi thị trường, và nếu như để thị trường tự động quyết định thì giá trị của đồng Pi ta nghĩ rằng nó sẽ cực kỳ thấp. Đó là sự thật của chúng anh chị và các bạn. Vậy thì chúng ta lựa chọn hình thức như thế nào?
Thắng đã có những cái chuyển nhượng như vậy đối với cô chú anh chị của bạn. Thì nếu như mình có lựa chọn nào thì hãy để lại ý kiến của bạn ở phần comment, hãy đưa ra quan điểm của mình để chúng ta có được cái góc nhìn nó trực quan hơn về dự án Vinhomes. Và nếu như cô chú anh chị của bạn yêu thích cái video này thì đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất về crypto cũng như là Vinhomes khác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.